đeo kính rồi còn bắn được cái gì nhỉ? Sao không bắn được, đeo kính bắn súng ngay. Bắn được quả đít người ta. Cái cả bản thân mình chứ. Mình xấu cứ loại đi lấy người ta đẹp, ai người ta lấy mình. Đúng rồi. Chị đang làm ra 3 hôm sắp túi cắn cỏ mẹ em còn tí gạo. Nghèo cũng nghèo nhưng mà có không ăn việc làm. Kiểu cả lương ít cũng thế, lương kiểu cả lương ít 3-4 triệu nhưng mà mình nghiệp lên chưa? Mẹ đang phổ cập để đi tìm chồng ấy. Làm được bao nhiêu năm chứ? Hai năm. Để em đi hỏi chồng em đã. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của Chất Bản. Chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà Mẩy Hiệp gói bánh dằm các bạn ạ. Có gọi mình sang để ghi hình cái công đoạn gói bánh dằm của người Mường để chia sẻ đến với các bạn. Hôm nay nhà em có gói nhiều. Em gói nhiều. Gói mấy loại em? Gói 2 loại, bánh mặn với cả bánh ngọt. Xin mời các bạn theo dõi video nhé. À, vài ngày nữa là đến sinh nhật của Hiệp rồi các bạn, sẽ có video sinh nhật Hiệp. Có 2 video rồi nhỉ, trên kênh có 2 video sinh nhật Hiệp rồi nhỉ? Không biết là sinh nhật năm nay có cái gì thay đổi không? Có chứ, thay đổi nhiều lắm. Xin mời các bạn theo dõi video nhé, giờ anh em sẽ di chuyển đi vào trong bếp để gói bánh. Bánh dởm sao mà người Thái người gọi bánh phu thê. Bánh phu thê đấy, cái trống có máy đấy, bếp đẹp. Hiệp đang chuẩn bị nhân một ít các bạn ạ. Và bên này đang xào, không biết là nhà em Hiệp gói bằng nhân gì? Là nhân gì? Em làm cái nhân mặn nhân ngọt. Nướng thì không được đẹp như quay lò đúng không? Chơi kiểu thủ công à? Nướng kiểu truyền thống, nướng mỗi khen ớt các bạn ạ. Sao lại phải lấy cái chày ấn nữa thế? Em dã ra cho nó nát ra. À. Trộn đường nó luôn nhỉ mẹ nhỉ? Đấy. Đây bây giờ được chưa? Rồi. Từ nhá, nó bị. Nước ngọt còn vừa trong đấy. Còn để nhai đấy. Là cả nhân ngọt, cả nhân mặn. Nhân bánh này thì có những gì hiểu? Nhân bánh này á? Có đỗ này, mộc nhĩ, hành hành khô ấy anh. Với cả thịt lợn. Tiêu. Tiêu, gia vị thì muối chín. Đơn giản thôi. Chả biết là người Thái người ta làm như nào. Người Mường ta làm như này. Ok. Bánh này thì ở trên mình một năm chỉ làm một lần thôi các bạn ạ, làm vào ngày rằm thôi. Không biết là cái này có ăn được không rồi. Chứ chín nó có ăn nhỉ, hay là nó làm chín rồi. Thịt sấy, thịt sấy. Cái này cho đường vào trong nó tí nữa. Thịt sấy các bạn. Cái này không đỡ được. Chưa đứng lại pan rồi đâu. Nhìn thấy thịt đẹp chưa? Cái này xanh đi. Để nguyên một chút. Xem. Hiệp thích nhìn nắm to hơn. Nắm thế khó lắm. Rồi nhỉ? Rồi. Phải nắm từ từ. Nắm vội là vỡ hết. Nó có mưa nó không kết được không? Không kết. Nhưng mà sợ cho mưa thì lấy.
Tí lúc nào kiểu dạng là tí lúc nào mình gói thì mình phải bôi mỡ ra lên mặt lá chuối rồi đi là lấy. Vừa rửa tay xong rồi ạ. Đang định nhào nặng tí không biết tay ướt thì bị dính. Thầy ướt như là nặng dễ hơn. Còn thế này. Rau dừa. Đấy. Đẹp phết. Này chắc là 2-3 mm được. Như nặng bánh trôi các bạn, nhưng mà hơi khó một chút. Năm nay làm mẻ bánh khá là to đấy các bạn, nhiều đấy. Hơi khó. Nặng mạnh quá thì cũng không được. Sao em thấy mấy cái đầu to thế? Của em ấy. Thật là mô của ai chứ? Anh tưởng quá là cho luôn chứ phải nặn nhân như này trước. Thường thân như thế nhưng mà thân nặn. Thế không tán được con bánh thường. Giờ đổi form các bạn ạ. Đổi sang form dài, không nặn tròn nữa. Ồ, vỡ rồi. Này, vừa tròn vừa dài. Nặn không xong chưa? Xong rồi. Xong một cái đô. Có khi cái này nặn dễ hơn. Cái đấy cần gì phải nặn? Nó có đường. Cái đấy cũng nặn à? Thì nó có đường mà chảy. Kiểu như bánh bao. Hai anh em vừa nặn nhân xong rồi các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị gói bánh. Bánh thì mình chưa gói bao giờ. Để xem mẹ em Hiệp làm mẫu vài cái rồi mình cũng vào thử làm xem. Thấy. Có vẻ to hết rồi. To thì ăn. Ăn sướng. To ăn sướng. To là mình luôn. Quả to luôn, to luôn. Bánh này phải bôi mỡ lên cái lá dong đỡ phải nó dính luôn. Lúc mình bóc không dính. Đi để ra chỗ chị tuyển cho nó được. Có cái bánh này người ta làm nhất. Nếu mà là cái nào mà lá to ấy, lá to ấy làm à. Làm được 3 cái luôn. 3 khúc á? Ừ. Hay à? 3 khúc luôn mà. Thế là bánh này 2 cái gọi là bánh cu thê xong rồi 3 cái là có cả con ra luôn à? Vo gạo đi. Nhẹ. Thì vo gạo đi xong là đổi ra giá cho nó khô gạo đi. Phơi ra. Phơi gọi là phơi cho nó để cho nó khô gạo lại. Xay gạo lại. Xong cho nó mang lên nghiền. Đây làm xong thì nhìn sẽ như quả bánh bao các bạn. Bánh này sau khi luộc xong thì ăn cực kỳ dẻo luôn. Nào của chim bao là vậy. Phải. Mình nhấn chân buộc lạc đúng không ạ? Chưa dám thử.
con để gần vào khóa. Vừa rồi. Thế mà đây là long thiều này còn xé vứt đi. Bây giờ ở đâu? Nó cái lá kia, mà cái lá kia. Phá. Người ta đừng có để gần nó lá to thì được. Để gần quá nó. Ăn sẽ ăn một quả bánh này ngon luôn bạn. Đấy là dấu. Đây em phá nhé. Muốn cái công việc làm gì đấy là dấu. Anh. Đấy là dấu. Đấy, hiểu có người đặt ở đấy. Em hỏi luôn nhỉ? Hỏi luôn. 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 Cái này mẹ con liên hiệp mỗi 14 con thôi. Đừng ở nhà không? Con phải đi đấy. Đi học. Biết rồi. Bỏ đi em âm lên. Mổ đàn vịt cái là thi cho bỏ đi em âm. Tao cũng không được nấp vịt ở đây. Con riêng này. Quả lại tròn đấy. Để lên lá nó làm riêng sang chứ. Nhà thì cán bộ. Nấu canh ba luộc thịt đỏ hết ngày rồi đi tìm cái gì nè, gọi đến chiều lòi đít thật. Cá bé quá. Thế kệ nó đi ăn. Kệ á. Sao đâu. Để em ăn. Em ăn đầu. Cái này luộc không? Nó chả hỏng hết à? Con lòi là không có. Sao? Nó có. Cái này mẹ nó bé. Nó chín nó kết và để nó cũng sao đâu. Cá bé ớt từ con rồi nó nằm ở tầm 3 rồi. Một quả. Là bé thì chờ một quả. Con chọn lấy là to to đấy. Xong rồi gói kiểu gì? Gói hai đầu nha. Làm kiểu bánh tẻ. Chơi kiểu bánh tẻ luôn các bạn. Hết lá rồi mà. Mình thấy không? Đó. Mình thử ăn đi chơi không ạ? Em có chứ. Đi à? Đi được rồi. Ừ. Lá to rồi chơi sai to, lá nhỏ chơi sai nhỏ. Có hành và nó thơm nhỉ? Đi bắn súng. Boom. Hôm nào Hiệp đi hội thao đấy? 23, vào đúng hôm sinh nhật. À. Đi hội thao đúng hôm sinh nhật à? Hôm sinh nhật được bắn súng rồi. Tốn của thì làm sớm một lần làm sớm lại. Thế là ăn sinh nhật chưa à? Ăn sinh nhật chưa. Sách đít đi thôi. Sinh nhật đúng không đi hội thao các bạn? Về nhà chắc anh không nhận ra em. Mọi người đi hội thao gì? Em xin như vậy. Đợt này đi đông không Hiệp? Sao nữ sao nam à? Còn ba chị cán bộ xã. Nhưng mà đội đấy không bắn súng rồi, đội đấy là võ rồi. À. Em hay được bắn súng luôn. Vác cối.
cùng quân đâu các. Ai chạy lòi mắt gì đi. Đi điều lệnh các kiểu đi. Thế làm là mẹ có làm không? Hết làm rồi. Thế đấy. Quay ca rồi. Thế là hết làm. Đúng là mùa giao thối các khác bạn ạ, đi nhà nào cũng ngửi thấy mùi giao thối. Mai còn ngửi thấy mùi nhiều hơn nữa, mai rằm. Chắc là từ mai đi là mọi người ngán vịt đấy các bạn. Mai là nhiều nhà mổ vịt lắm. Vịt ngan. Phải đi xin lạc à? Lạc trộm. Ăn từ quà. Mắt bắt đeo kính rồi còn bắn được cái gì nhỉ? Sao không bắn được, đeo kính bắn súng đây. Bắn được và đi người ta. Được giải lần tiếp. Được giải lần nào chưa? Được giải toàn bộ nữa. À. Chưa được giải toàn bộ. Bố mày cơ. Bố mày giỏi lắm. Bố mày bắn giỏi. Lúc nào cũng khoe được thì 9 điểm 10 hết. Thật đấy. Tương đồng như thế nào. Kể cả bản thân mình cũng thế. Sao cứ loại đi lấy người ta đẹp, ai người ta lấy mình. Đúng rồi. Bây giờ là... Chị em làm ra 3 hôm sắp cưới cắn cỏ mẹ em con tí gạo thôi. Nhiều cũng nhiều nhưng mà có không ăn việc làm. Kể cả lương ít cũng thế, lương kể cả lương ít 3-4 triệu nhưng mà mình... Hiện lên rồi. Mẹ là phổ cập để đi tìm chồng ạ. Em...